thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình xin nói một chút về vấn đề. Các bạn đặt vấn đề rất là hay, hỏi một bài thì nói như thế này. Bài của Facebook Nguyễn Phúc nói về Trương Bửu Diệp. Và một bài nữa, bài thứ hai, lại là nói công trạng và tôn vinh cha Diệp. Có nghĩa rằng là mình muốn cho biết giữa hai bài này nó có liên hệ với nhau. Bài trên thì nói sự thật về cái công việc của ông ta làm thời đó là thành phần chống phá nhà nước Việt Nam và làm tình báo chỉ điểm cho những người Pháp để biết được chỗ Việt Minh đang ở đâu và để tiêu diệt Việt Minh. Thì chẳng may bị bắt, bị Việt Minh bắt và sử tử. Thì cái bài viết này á, thì dĩ nhiên người ta là dòng của người ta, của cái đạo của người ta, có nghĩa là đệ tử hay là con chiên gì của bọn chúng, nói lên họ giấu nhẹm cái việc làm của tên gián điệp này. Nhưng mà xác quyết thì là sao? Xác quyết vấn đề là ông này sinh ra và lớn lên khi có 2 tháng tuổi thôi, ông ta đã rửa tội và theo đạo dòng, và bọn người Pháp mới tận dụng ông ta là người theo đạo để mà nằm vùng. Thì cái bài viết và sự thật về lịch sử của ông Trương Bửu Diệp này cho chính bọn con chiên hoặc là những người trong cái đạo dòng đó, họ viết lên mục đích là xác quyết được tên này là tên linh mục chính hiệu vào thời Pháp và làm tay sai cho Pháp. Đó là vấn đề đúng. Còn cái bài viết này của Facebook Nguyễn Phúc này là nói lên cái công việc của ông ta đang làm đối với người dân Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam, và cảnh tỉnh cho những người bỏ tiền thuê xe tour du lịch để đến những cái chỗ này tham quan và lạy lục xin hình bóng về thờ để cầu mua may bán đắt. Đó là cái việc người ta không biết, và những cái công ty du lịch họ tận dụng những cái này để họ làm nên những cái tour để kiếm tiền. Chung quy thời cuộc đã bình thì người ta moi được cái gì để kiếm được tiền thì người ta cứ việc làm. Người ta chẳng biết đến lịch sử và người ta cũng chẳng quan tâm đến cái việc ông ta làm trước kia đến là cái gì. Đôi lúc chó ngáp nhầm rồi thì đầu tư hay, kinh doanh giỏi, hợp thời, trúng á, gọi là được tài lộc thì ít, nhưng mà cái bọn mà xe ôm này, cái bọn mà ngồi không nè, cái bọn mà tạo tour du lịch nè, bọn nó phao tin lên để chi? Hành hương kiếm tiền. Rồi cái vùng mà chỗ nhà thờ tặc sậy nè, họ cũng buôn bán nước nè, nhang nè, hình ảnh lưu niệm nè, họ kiếm tiền. Nói chung khi người dân, cái thị hiếu của người dân khi kiếm được tiền hoặc là có gì lạ là đánh vào tâm thức người ta sẵn sàng đi. Nhưng mấy ai biết được cái công việc này, mấy ai biết được cái sự việc này xảy ra. Mình đoan chắc là những tour du lịch không hề
kể sự thật về tên này. Nếu kể về sự thật về tên này thì chẳng ai đi đâu. Họ thổi phồng lên, họ nói linh lắm, họ nói rằng là cha hiển thị linh lắm, cầu gì được nấy thì người ta mới đi chứ. Nói về tên gián điệp hoặc là nói là tên chỉ điểm cho việc minh để giết đồng bào mình, ai mà đi, đúng không các bạn? Cho nên ngày nay đây là một cái trò để kiếm tiền. Nếu thật sự cha này linh thì vùng Bạc Liêu, Tắc Sậy, nhà thờ Tắc Sậy, dân địa phương ở cái vùng này họ đã giàu hơn ai hết, họ đã giàu nhất. Không đến nỗi mà các cái vùng sâu vùng xa hoặc là những tỉnh thành khác tới đó để cầu mà được đâu. Nhiều người họ không nhận định ra đây là một cái chiêu trò. Từ cái người đánh bài cho đến người đánh số đề, cho đến người sổ số cần thiết, bịt lót, dần bán vé số, cho đến xe ôm, rồi bán hàng rong, ai cũng cần tiền cả. Ai cũng tới đến đây cầu. Nhưng được hay không, đó là vấn đề. Ngàn người chó ngáp nhầm ruồi, được một hai người rồi pháo tin lên, đó là vấn đề. Và tiếp theo, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một trang sách mới. Đó là trên giao điểm online. Thì trên cái giao điểm online, mình thường nghe có một cái bài viết là bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Thì cái bộ sách mà bước qua ngưỡng cửa hy vọng là chính của Phaolô, John Phaolô đệ nhị. Nhưng cuốn sách đó mình sẽ nghiên cứu sau. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một vài nhận định về cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng hay Bước qua ngưỡng cửa vô minh, bài viết của Trần Trung Ngọc trên sách hiếm. Bài viết ngày 9 tháng 7 năm 2017. Vì chữ nó nhỏ, mình đọc nó cũng không có nhìn, lát một chút là nó sẽ bị mờ mắt. Cho nên mình xin làm phép ao nó xuống và bật trang này lên, mình đã làm sẵn. Mình đã copy qua và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Bạn nhớ cho một like và chia sẻ để mọi người biết. Nếu chúng ta được nghe hoặc là được đọc một lần ở trong cái bài viết của giáo sư Trần Trung Ngọc thì chúng ta sẽ nắm được hết tất cả những gì trong cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Nó dài gần 1.000 trang nha các bạn. Và nhận định về cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng của hay cánh cửa vô minh, Trần Trung Ngọc: trước hết, nếu có thể, tôi xin được tự ý đổi lại chủ đề của tuyển tập thành nhận định về cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng của John Paul đệ nhị. Vì đối thoại với John Paul đệ nhị có thể nói là một điều rất khó thực hiện, nếu không muốn nói là bất khả thực hiện. Có ít ra là 4 lý do để cho một cuộc đối thoại như trên không nên có và không thể thực hiện được. Một, John Paul đệ nhị là chủ chăn của một số tín đồ đông đảo. Ngài ở địa vị cao quý, sống trên nhung lụa, và ngài còn là phải để toàn thời gian để phục vụ dân nghèo theo như lời dạy của Giêsu Kitô. Cho nên ngài không thể hạ mình để đối thoại với những cư sĩ Phật giáo nghèo khổ, địa vị thấp kém, coi vật chất như huyễn, không tiến tâm như chúng ta. Hai, tâm cảnh của một cư sĩ Phật giáo bình thường
sống trước thềm một thiên niên kỷ mới từ bao giờ vẫn đồng hành với nền văn minh nhân loại. Ý thức được những tiến bộ của khoa học, không vướng vào những chuyện huyền hoặc, hoang đường. Thật quả là bất khả tương hợp với một tâm cảnh của thời Trung Cổ. 3. Phật giáo chống đối vô minh, nhưng không chống đối, bị màn vô minh che phủ. Và Phật giáo quan niệm vô minh chỉ có thể phá vỡ bằng giáo dục và chuyển hóa, chứ không thể phá vỡ bằng cách trực diện chống đối. 4. Phật Pháp vốn không tranh cãi với các thế gian Pháp. Tuy không thể đối thoại, nhưng nếu chúng ta muốn có vài nhận định về bốn cuốn bước qua ngưỡng cửa hy vọng, thì đây là điều chúng ta có thể làm được và nên làm, vì đây là một quyền căn bản của chúng ta trong thế giới tự do. Thật ra thì giáo hoàng John Paul đệ nhị đáng thương hơn là đáng trách. Thiền sư Nhất Hạnh có nói rằng, có hiểu thì mới có thương. Cho nên vấn đề chính là chúng ta nên tìm hiểu những động cơ nào đã thúc đẩy John Paul đệ nhị viết cuốn sách trên. Và khi hiểu rồi thì tình thương sẽ giải quyết tất cả. Chúng ta sẽ không còn bận tâm về những chuyện không đáng để tâm nữa. Để làm công việc tìm hiểu trên, đôi khi đọc kỹ từ đầu tới cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng của giáo hoàng John Paul đệ nhị. Nhưng thay vì làm công việc điểm sách, trước hết bỏ qua những lời mẹ hát con khen hay, hoang tưởng, thiếu thực tế, thiếu suy nghĩ trong phần lời cảm tạ và lời giới thiệu. Ở phần đầu cuốn sách bản Việt ngữ, tôi xin trích dẫn những lời John Paul đệ nhị viết về Đức Phật và Phật giáo, rồi đi thẳng vào nhận xét về giáo hoàng John Paul đệ nhị của vài trí thức gia tôn cũng như phi gia tôn. Sau đó sẽ khai triển và bình luận thêm về những nhận xét này. Ở trang 43, John Paul đệ nhị viết về Đức Phật như sau: Đức Phật đúng khi Ngài không thấy trong việc tạo dựng có thể có sự cứu rỗi, nhưng Ngài lầm khi vì lý do đó mà Ngài phủ nhận việc tạo dựng có một giá trị nào đó, giá trị nào cho nhân loại. Và ở trang 85-86, John Paul đệ nhị viết về Phật giáo như sau: Giáo lý về sự cứu rỗi của Phật giáo tạo thành điểm trọng yếu, hay đúng hơn, điểm duy nhất của hệ thống này. Tuy nhiên, truyền thống Phật giáo và những phương pháp dẫn xuất từ đó, cả hai đều có hầu như đơn độc một thuyết cứu rỗi qua Chúa Kitô tiêu cực. Sự giác ngộ chứng nghiệm bởi Đức Phật bắt nguồn từ điều xác tín rằng thế giới này là xấu xa, là cội nguồn xấu ác và đau khổ của nhân loại. Để giải phóng mình ra khỏi sự xấu ác này, con người phải tự giải thoát ra khỏi thế giới này. Điều này cần thiết là phải đoạn tuyệt với những ràng buộc nói chúng ta với thực tế bên ngoài, những ràng buộc hiện hữu trong bản chất con người, trong tâm thức, trong thân thể chúng ta. Càng thoát khỏi những ràng buộc đó bao nhiêu, chúng ta càng thờ ơ với mọi thứ trong thế giới, và chúng ta càng thoát khỏi sự khổ, sự xấu ác mà cội nguồn là từ trong thế giới, chúng ta có thể tới gần thần gia tôn bằng con đường này không? Điều này không được kể tới trong sự giác ngộ mà Đức Phật đã thông tri. Phật giáo đại đệ là một hệ thống vô thần. Con người không tự giải thoát khỏi cái xấu ác qua cái thiện từ nơi thần gia tôn, mà chỉ tự giải thoát qua sự cắt bỏ ràng buộc với thế giới xấu xa. Sự vô chấp rút ráo đó không phải là sự hiệp thông với thần gia tôn, mà gọi là niết bàn, một trạng thái thờ ơ toàn hảo đối với thế giới. Sự cứu rỗi có nghĩa là trên hết tự giải thoát khỏi sự xấu ác bằng cách trở thành thờ ơ với thế giới, nguồn gốc của sự xấu ác. Đây là một tột điểm của quá trình tu tập tinh thần. Chúng ta để ý rằng John Paul đệ nhị đã cố ý dùng một số danh từ có ý nghĩa đặc thù trong gia tô giáo, những danh từ rất xa lạ hoặc có nghĩa khác hẳn trong Phật giáo, để viết về Phật giáo. Thí dụ như
Sanvation bằng cứu rỗi và Soteriology bằng thuyết cứu rỗi qua Chúa Kitô. Một ngành trong môn thần học nói về thuyết lý cứu rỗi qua Chúa Kitô, hoặc theo nhận định chính thức của Gia Tô trong cuốn Catholic Workbook The Catholic, xuất bản để rồi hỏi một câu vô nghĩa. Ít ra là đối với các Phật tử, chúng ta có thể tới gần thần Gia Tô bằng con đường này không? Điều này không được nói tới trong sự giác ngộ mà Đức Phật đã thông tin. Trước khi Giê-xu chết ra đời hơn 500 năm, Đức Phật đã giác ngộ và đưa ra con đường tự lực, tự cường, dũng mãnh phá vỡ vô minh qua óc suy lý và thực hành Bồ Tát Đạo, cứu nhân độ thế. Vậy Phật tử không tin ở sự cứu rỗi của một thần Gia Tô? Để cho được chính danh, tôi đã dịch chữ God trong đạo Gia Tô là thần Gia Tô, vì John Paul đệ nhị đã dùng danh từ vô thần để chỉ Phật giáo. Vậy ai tới gần thần Gia Tô? Và giác ngộ là một trạng thái tâm linh không thể nghĩ bàn, vượt qua mọi đối đãi nhị nguyên. Thánh phàm như một thần hay không cũng chẳng khác gì nhau. Vậy nói tới việc tới gần thần Gia Tô để làm gì? Hơn nữa, đã ở trạng thái vô chấp rút ráo, nghĩa là đã ưng vô sở trụ như sanh kỳ tông rồi, thì còn hiệp thông với thần làm cái gì? Nhưng thôi, chúng ta hãy đi vào nhận xét của một số trí thức về những lời phê bình của trên của John Paul đệ nhị. Nalin de Siva, một thành viên của Liên minh các Hiệp hội Phật giáo tại Tích Lan, cho rằng những nhận xét lắc léo với ác ý của giáo hoàng về Phật giáo có vẻ như là phản ứng trước sự bành trướng của Phật giáo và Hồi giáo gần đây ở Âu Châu. De Siva nói, ông ta đang cố gắng chống đỡ đức tin của ông. Hồi giáo và Phật giáo là hai thách thức chính đối với Kitô giáo. Ken Tanaka, một giáo sư của Viện Phật học ở Berkeley, phát biểu rằng rõ ràng là giáo hoàng đã không chịu làm bài tập, nghĩa là không chịu tìm hiểu vấn đề cho cặn kẽ, và đã trình bày một quan điểm quá đơn giản về Phật giáo. Giáo sư Takana nói, cốt tủy của Phật giáo là thoát khỏi sự ràng buộc vào tham sân si, chứ không phải là thoát khỏi thế giới. Nhờ đó mà con người được một trình độ tỉnh thức cao hơn. Thomas Hahn trong một linh mục Gia Tô nói rằng ông ước mong giáo hoàng có thể nói về Phật giáo dựa vào những kinh nghiệm của bản thân. Ta không thể nói về bất cứ cái gì sâu sắc hiển nhiên như Phật giáo mà không tự mình đi vào trong đó. Alan Seneca, một thiền sư, nói rằng những lời phê bình của giáo hoàng về Phật giáo chẳng hơn gì mấy cái chuyện dựng lên những hình nộm rồi quật chúng xuống. Ông nói, dù là không biết hay cố ý, đó cũng là một sự trình bày sai lầm về nghiêm trọng về Phật giáo. Lama On Nidan không lấy gì làm ngạc nhiên về những lời phê bình của giáo hoàng. Người hỏi rằng, sao mà một người như giáo hoàng có thể đồng ý được với một tôn giáo như Phật giáo? Một tôn giáo đưa con người vượt qua cảnh giới nhị nguyên và tạo ra một mối liên hệ lành mạnh với thân và ý. Chúng ta thấy rằng những nhận xét của Ken Tanaka, Thomas Hahn và Alan Seneca cùng nói lên một điểm: giáo hoàng không đủ kiến thức để bình luận về Phật giáo nên đã đưa ra những nhận xét sai lầm nghiêm trọng về Phật giáo. Nhưng nhận xét của tỳ kheo Nalin de Siva là Lạc Ma Oli Nidan mới thực sự đi vào nguồn gốc của vấn đề. Tâm cảnh của giáo hoàng John Paul đệ nhị không thể lĩnh hội được cái sâu sắc của Phật giáo. Giáo hoàng đã viết về Phật giáo một cách lắc léo, ác ý, và lý do là để chống đỡ niềm tin của giáo dân. Sau đây tôi sẽ phân tích vấn đề trên một cách rộng rãi hơn
để làm sáng tỏ những uẩn hàm. Trong lời phê phán của De Silva và Only Nidan, thật vậy, nếu chúng ta đọc kỹ cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng của giáo hoàng John Paul đệ nhị, thì chúng ta có thể nhận ra hai điểm chính. Một, giáo hoàng lo sợ trước sự bành trướng của Phật giáo và Hồi giáo trên thế giới, nên đã đưa ra những nhận xét một chiều, kiêu căng, hoàn toàn dựa theo giáo lý gia tô, với mục đích hạ thấp các tôn giáo khác lớn để giữ giáo dân. Hai, đây là một chỗ nỗ lực có mục đích củng cố quyền lực của giáo hoàng, tòa thánh và giới giáo sĩ lãnh đạo gia tô để duy trì truyền thống hệ thống chăn chiên theo cấu trúc kim tự tháp của gia tô giáo. Cấu trúc này sẽ được sáng tỏ qua lời mô tả của Penny Linau trong một đoạn sau. Với mục đích trên, giáo hoàng đã trích dẫn khá nhiều từ thánh kinh, nhắc lại một số tín điều và coi đã lại những chân lý bất biến mà giáo dân, những người không đọc thánh kinh hay chỉ đọc những đoạn các linh mục chọn lựa để giảng, phải tin. Tất cả những toan tính trên đều có lý do, nhưng trước hết tôi xin có một nhận xét tổng quát về cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Bỏ qua một phần nhỏ của cuốn sách nói trên về các tôn giáo khác, phần lớn, phần còn lại là về gia tô giáo La Mã. Và ta có thể nói phần này là trình bày mặt ngoài của một chiếc mề đay. Đối với mỗi điểm trên cái mặt ngoài này, chúng ta có thể tìm ra một hay nhiều điểm tối nghịch trên mặt trái. Công việc chứng minh rất dễ dàng, nằm ngay trong thánh kinh và lịch sử gần 2.000 năm của gia tô La Mã giáo. Tuy nhiên, tạm thời chúng ta hãy để vấn đề này qua một bên và xét đến những lý do đưa đến việc giáo hoàng viết cuốn sách. Hai lý do viết sách. Lý do thứ nhất khiến cho giáo hoàng John Paul đệ nhị phải bận tâm và là đà suy sụp của gia tô giáo và quyền lực của giáo hoàng cùng tòa thánh Vatican trên thế giới. Điều này để thể hiện trong số lượng công du của ngài từ khi đăng quang, với mục đích vớt vát duy trì niềm tin của giáo dân qua những tác phong khả ái của một vị lãnh tụ tôn giáo kim kịch sĩ nhà nghề. Thật vậy, trong một cuộc phỏng vấn của đài PBS năm 1977, ngài thú nhận với Mike Conner là ngài được huấn luyện để diễn xuất trên sân khấu khi còn trẻ. Đúng vậy, tôi muốn trở thành một kịch sĩ. Có nhận chứng nha các bạn. Cho nên chúng ta không thấy làm gì lạ khi ngài cố gắng nói trò trẻ vài câu tiếng Việt để làm nức lòng giáo dân Việt Nam. Trong những cuộc tiếp xúc với ngài với người gia tô Việt Nam lưu vong, điều này sẽ được sáng tỏ trong phần trình bày sau đây. Sự suy sụp của gia tô giáo La Mã là biểu tượng, là hệ thống truyền quyền lực Vatican. Có rất nhiều nguyên nhân, sau đây tôi chỉ ra đưa ra vài nguyên nhân chính. Một, nguyên nhân thứ nhất và chính yếu được trình bày trong nhận xét của Malachi Martin trong cuốn The Hay Update Blog. Trong hầu hết nước ở Âu Châu, phong trào hiện thực sống đời thế tục hầu như đã hoàn toàn thắng. Trong vùng này, các tôn giáo có tổ chức Gia Tô, Tin Lành và Do Thái được coi như là giống nhau ở điểm cùng nhấn mạnh trên những tuyệt đối. Những tôn giáo này được coi là đóng góp rất ít hoặc không đóng góp gì cho đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa hiện thời ở các nước Tây Phương. Giáo hoàng biết rất rõ rằng trong thế kỷ tới, Gia Tô giáo sẽ chỉ còn tồn tại ở các nước trong thế giới thứ ba. Từ bao giờ Gia Tô giáo chỉ nảy nở trong đám dân chúng nghèo khổ và ít học? Tây phương phức tạp không còn tiếp nhận sự hẹp hòi của Gia Tô giáo nữa. Giáo hoàng biết rõ như vậy. Malachi Martin là một nhà thần học sáng danh và bậc nhất, đã từng là giáo sư của Viện Nghiên cứu Thánh Kinh ngay tại Vatican. Ác hẳn không viết một cách vu vơ, thực tế là 70% số giáo dân Gia Tô hiện thời trên thế giới là dân ở Nam Mỹ.
châu Mỹ Latin, châu Phi và Phi Luật Tân ở Á Châu. Mức sống kinh tế của số dân này ra sao và trình độ học vấn ra sao chắc chúng ta cũng đã đều biết. Cho nên chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên về phần lớn các cuộc công du của John Paul đệ nhị là nhắm vào thế giới thứ ba. Ve vuốt thú nhận một cách mơ hồ những lỗi lầm của giáo hội trong quá khứ và tạ tội với một số dân tộc trong thế giới thứ ba. Mong họ hãy quên đi quá khứ, hãy quên đi những bất hạnh mà do Tô giáo đã mang tới cho dân tộc họ. Hãy quên đi chủ trương tiêu diệt nền văn hóa cổ truyền địa phương để thay vào đó bằng một nền văn hóa hẹp hòi tàn độc của một tôn giáo Tây Phương. Và đặc biệt đối với Việt Nam, lợi dụng khối người Gia Tô chống cộng lưu vong, Ngài đã khuấy động ảo tưởng về một viễn tưởng luật lật ngược thế cờ ở Việt Nam giống như ở Ba Lan, nơi mà 90% dân số theo Gia Tô giáo. Nhưng quên rằng hơn 90% dân Việt Nam là phi Gia Tô. Và người Việt Nam vẫn chưa quên vai trò người Gia Tô Việt Nam trong thời Pháp thuộc, trong thời kháng chiến và dưới thời Ngô Đình Diệm ở miền Nam. Ngài không có hy vọng gì ở các nước văn minh tiến bộ, vì nơi đây dân trí cao, tín đồ không còn quỳ xuống hôn chân Đức Thánh Cha, mà trực diện chất vấn John Paul đệ nhị về những giáo lý đi ngược thời gian, không phù hợp với thực trạng xã hội. Đoạn sau đây trong cuốn Ray of the Fable của Penny Lenoff sẽ làm sáng tỏ phần nào quan điểm của Malachi Martin. Từ lúc đầu, xã hội Mỹ Latin được xây dựng giống như một kim tự tháp, với vài người Âu Châu đến định cư và hưởng mọi quyền lợi của đế quốc. Và quần chúng thổ dân, da đen, giai cấp thấp không có một quyền nào. Cái tháp tồn tại được là vì khối dân, nhân dân ở dưới đấy được nhắc nhở rằng họ ngu si, lười biếng và thấp kém. Những nhà truyền giáo ngoại quốc góp phần nhồi vào óc dân bản xứ ý tưởng là họ nghèo và ngu dốt là do ý muốn của thằng Gia Tô. Nhưng Tổng giám mục ở Lima bảo các thổ dân rằng nghèo khổ là con đường chắc chắn nhất đi tới hạnh phúc. Người thổ dân nào hay dân phi châu nào mà liều lĩnh nghi ngờ điều dạy khôn ngoan đó bằng cách chống lại hệ thống đều bị giết ngay. Giáo hội Gia Tô phải gánh rất nhiều trách nhiệm về tình trạng này, giống như những kẻ chiến thắng Tây Ban Nha trong thế kỷ 16. Hầu hết các nhà truyền giáo Âu Châu tới châu Mỹ Latin tự coi mình như là những kẻ mang những văn hóa cao hơn về nền văn hóa của dân tộc bản xứ nhiều. Những nhà truyền giáo ít quan tâm đến việc hòa nhập với các thổ dân phi châu mà chỉ muốn thuần phục họ vào những cấu trúc của tôn giáo Âu Châu. Đọc đoạn trên, không biết có đọc giả nào thấy có khá quen thuộc với những việc đã xảy ra trong một giai đoạn lịch sử Việt Nam không nhỉ? Và sau đây là nhận xét của một số học giả và linh mục Gia Tô về cùng vấn đề. Trong cuốn Freedom, The Vatican, Thù nghịch của tự do, viết như sau: những người theo đạo Gia Tô La Mã thực tình ngạc nhiên khi họ thấy rằng đồng bào của họ thường nghi ngờ họ. Có vẻ như họ không ý thức được rằng nếu họ chọn để bước trong đoàn quân của giáo hoàng, họ phải chấp nhận những hậu quả, những tướng lãnh của họ, các giám mục, vài vị chỉ huy tối cao của họ, giáo hoàng, quan tâm thiết yếu đến sự an sinh của Vatican hơn là sự an sinh của nhân loại. Chẳng trách là những giáo dân Gia Tô La Mã không được biết đến trong số người thông minh và tiến bộ. Họ không thể trở thành những công dân hạng nhất vì sự trung thành nước đôi này. Thật là không được công bằng khi ta trách cứ cá nhân Gia Tô La Mã là vô tình họ đã làm hại tới sự tiến bộ của nhân loại. Họ được nuôi nấng trong cái mà tiến sĩ Banado gọi là bóng tối dày đặc của ý thức hệ La Mã. Thất học luôn luôn thịnh hành trong các nước theo Gia Tô La Mã giáo. Nhờ đó mà tập đoàn giáo sĩ có thể nảy nở. Cha Joseph McCabe trong cuốn Roma
Both building under culture, La Mã hủy hoại văn hóa, đã viết như sau: nếu chúng ta đồng ý dân chủ là một dạng tính chính trị lý tưởng, thì chúng ta cũng có thể đồng ý là giáo dục quần chúng để họ suy nghĩ với óc phê phán và tìm hiểu một cách không hạn chế là con đường duy nhất để cho họ có những hành động thỏa đáng luật lệ của giáo hội gia tôn. Trái ngược hẳn lại, giáo dân không được tìm hiểu ngoài tín ngưỡng của mình và không được có đầu óc phê phán ngay trong cả khi phạm vi tín ngưỡng của họ. Cha MC Khác đã để ra nguyên một chương trình để phân tích ảnh hưởng của gia tôn giáo La Mã trên các nền văn hóa, đưa ra rất nhiều thống kê ở nhiều nơi trên toàn cầu và kết luận: La Mã chỉ khoái những kẻ thất học, họ bị thuyết phục quá dễ dàng để đi thiêu sống các kẻ tà đạo và hung hít những thánh tích giả tạo. Trong cuốn Tội ác và vô luân trong giáo hội gia tôn, cha MS MC Lao Linh cũng viết như sau: với kinh nghiệm của tôi trong hệ thống giáo dục gia tôn với 15 năm làm linh mục và 13 năm thường xuyên quan sát và tích cực nghiên cứu sau khi rời khỏi giáo hội, lòng sắc tín, thành thật và quan niệm vững chắc của tôi là ảnh hưởng của gia tôn trên mọi nền văn minh thật quá nhiều xấu hơn là tốt. Về phương diện trí thức, giáo hội La Mã đã làm hết sức để bóp nghẹt đầu óc của con người và làm ngạt mọi sáng kiến giáo hội phải làm như vậy nếu muốn sống còn. Không một người nào có đầu óc suy nghĩ thông minh, biết rõ về những sự kiện lịch sử, đặc biệt là một người Mỹ nêu yêu tự do, lại có thể trở thành hoặc vẫn còn là tín đồ của gia tôn La Mã. Cùng một ý tưởng trong bài Phật giáo và người Việt Nam hiện đại, Như Hành chuyển ngữ, tiến sĩ G.C. Leary tốt nghiệp Đại học Harvard về ngôn ngữ và văn minh Đông Phương cũng viết như sau: người Việt Nam hẳn sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng đối với những người Tây Phương có đầu óc tiến bộ, chính Thiên Chúa giáo mới là một mớ huyền thoại hộ lỗi thời, mê tín dị đoan và những nghi lễ vô nghĩa lý. Người Tây Phương thừa hiểu rằng chẳng có mấy người đầu óc tiến bộ mà lại tin nơi Thiên Chúa giáo. Những ai có kiến thức về lịch sử Âu Châu đều biết rằng giáo hội Gia Tô La Mã đã làm đủ cách trong quyền lực của họ để ngăn chặn sự phát triển của khoa học, cũng như lối sống và suy nghĩ mới. Ở Mỹ hiện nay, những tín đồ Thiên Chúa giáo cực đoan là những kẻ đứng đầu trên giới quyền chống lại. Các tạp chí, các tập quán mới và thế giới khoa học. Do đó, trong tâm thức Tây Phương, Thiên Chúa giáo được gắn liền với một thứ chủ nghĩa truyền thống lạc hậu, một thứ nuối tiếc thời đã qua. Ở Tây Phương, phần đông các tín đồ Thiên Chúa sùng tín thường là những kẻ ít học nhất, những thành phần thấp, kém kinh tế trong quần chúng, những kẻ chẳng còn có gì để trông ngóng nữa cả. Và cách đây gần 100 năm, toàn quyền Đông Dương, Gilles de Lannes Nessen trong cuốn Lit Mission trích dẫn bởi Patrick cũng viết về thực trạng truyền giáo tại Á Đông như sau: thật ra trong hơn 2 thế kỷ mà các hội truyền giáo Gia Tô hoạt động ở Trung Hoa và bán đảo Đông Dương, có lẽ họ không cải tạo được quá 10 học giả. Toàn thể giới cầm quyền có học của dân chúng đã tránh né sự truyền đạo của họ. Đại cương thì các nhà truyền giáo chỉ tuyển mộ được tín đồ trong những giai cấp thấp nhất và phần lớn là những kẻ vì lý do này hay lý do khác đã bị xã hội ăn năn ruồng bỏ. Trên đây chỉ là vài tài liệu để chứng minh rằng nhận xét của nhà thần học Gia Tô lỗi lạc Malachi Martin không sai. Và bây giờ chúng ta đã hiểu là tại sao Tòa Thánh Vatican lại chống hội nghị về dân số vừa qua ở Ai Cập. Động cơ chống không nằm nơi đạo đức mà nằm nơi con số chiên
ở các nước trong thế giới thứ ba và quyền lực áp đặt trên con số này. Những người sống trên nhung lụa, ăn sung mặc sướng ở Vatican làm sao có thể thông cảm được với những kẻ khốn cùng trong các xã hội nghèo khổ? Trong cuốn Vicar of Church, đại diện của Kitô, đã viết: những người mặc quần áo lụa tía, sống trong lâu đài, ngồi trên ngai, thật khó có thể hành động như là những kẻ phục vụ cho những kẻ phục vụ thần giáo, thần gia tôn, hoặc đại diện cho cái người nghèo ở Nazareth đối với những người nghèo đói trong thế giới. Những kẻ phục vụ thần gia tôn là tín đồ, và người nghèo ở Nazareth chính là Giêsu. Trong các xã hội này, sinh đẻ bừa bãi không hạn chế sẽ đưa đến cảnh cả triệu trẻ em chết về thiếu dinh dưỡng, bệnh tật v.v. Cái tội này ai ra đó mà gánh vác, hay là quy cho ý muốn của thần gia tôn? Vì thần có những hành động bí hiểm mà con người không thể hiểu được. Theo như niềm tin của một số người khuyết tật, trong óc thiếu hẳn một số lớn tế bào thần kinh. 2. Nguyên nhân thứ nhì là phong trào tranh đấu của các giáo hội gia tôn địa phương để được độc lập, không chịu quyền thống trị tư tưởng cũng như vật chất của Vatican ngày càng lên cao. Phong trào này đã bắt đầu từ nhiều thế kỷ và bộc phát trong thập niên 1960 với phong trào thần học giải phóng, xuất phát từ châu Mỹ Latin và lan sang Phi Châu cùng Á Châu trong lịch sử giáo hội gia tôn. Ngay từ thế kỷ thứ 17, nhiều giáo hội gia tôn địa phương đã phủ nhận quyền lực của giáo hoàng. Phong trào Gallican ở Pháp là một phong trào của những giáo sĩ gia tôn Pháp đòi hỏi giới hạn quyền hành của giáo hoàng và các giáo hội địa phương được tự trị về hành chính. Giáo hội Gallican Pháp là một giáo hội quốc gia hay quốc doanh, công nhận giáo hoàng nhưng phủ nhận tín điều giáo hoàng không thể sai lầm. Và quyền lực trung ương của gia tô La Mã năm 1790, quốc hội Pháp bác bỏ đề nghị coi gia tô giáo là quốc giáo, dù hơn 80% dân Pháp theo gia tô giáo. Trong cuốn The Papacy and the Modern World, Giáo hoàng triều và thế giới hiện đại, viết rằng sự nổi lên của các giáo hội quốc gia về vấn đề đe dọa lãnh đạo tinh thần tối cao của các giáo hoàng trong thế kỷ 18 ở La Mã không có gì bị chống đối với một cách quyết liệt như là những khuynh hướng thành lập giáo hội quốc gia trong thế kỷ 19. Ngay cả tới ngày nay, La Mã coi khuynh hướng tự do như là kẻ thù lớn nhất của giáo hội La Mã. Trong chương Gia Tô giáo đã làm những gì cho người Gia Tô, cha MS MC Lawlin đã viết như sau: trào lưu cải cách của Luther trong thế kỷ 16 chỉ là cao điểm thắng lợi của nhiều thế kỷ tranh đấu của hàng triệu người thực tình bất đồng ý với những đạo đức cũng như giáo lý của La Mã. Nếu hoàn cảnh chưa chín mùi để nổi dậy phong trào cải cách của Luther và nhiều người khác không thể lan rộng một cách nhanh chóng như vậy trong các quốc gia cấp tiến ở Âu Châu. Tất cả các dân tộc này đều theo gia tô La Mã, nhưng họ không chấp nhận tội ác và vô luân của La Mã, của giáo hoàng và giáo sĩ đoàn. Không phải chỉ có ngẫu nhiên mà những dân tộc gia Kitô giáo đó sau khi đã phủ nhận La Mã đã trở thành và vẫn còn là những dân tộc đạo đức và tôn trọng luật pháp nhất trên thế giới: Na Uy, Thụy Điển, Ai Nhĩ Lan, Đan Mạch, Phần Lan, Anh Quốc, Tô Cách Lan và Thụy Sĩ. Họ đã hiểu được là hãy tin vào thần gia tôn, vào ý chí của chính họ, chứ không phải là tin tưởng vào sự xưng tội, luyện ngục, xá tội, tràn hạt, mề đay và các thứ tương tự. Và trong cuốn American Freedom and Catholic Power, tự do của Hoa Kỳ,
và quyền lực gia tôn. Paulo Blanchard cũng cổ suý việc giáo hội gia tôn Mỹ độc lập với Vatican như sau: điều quan trọng là phải phân biệt giữa những tín đồ gia tôn Mỹ và những linh mục của họ bị La Mã kiểm soát. Người gia tôn Mỹ chiến đấu và chết cho cùng một quan điểm về tự do như những người Mỹ khác. Họ tin vào những lý tưởng căn bản về dân chủ. Nếu họ có thể kiểm soát được giáo hội của họ thì vấn đề gia tôn sẽ biến đi ngay, vì trong bầu không khí tự do của Mỹ, họ sẽ điều chỉnh những đường lối của giáo hội theo những thực tế của Mỹ. Bất hạnh thay, dân gia tôn ở Hiệp Chủng Quốc không phải là những công dân mà là những thuộc hạ trong toàn đoàn thể giáo dân của chính họ. Đường lối sống đạo và sống đời của giáo hội họ đều được quy định ở La Mã, một tổ chức xa lạ với họ về tinh thần và sự điều khiển. Người gia tôn Mỹ không được quyền chọn lựa đại diện của họ ở địa phương của chính họ hay là ở cấp lãnh đạo tại La Mã. Và vì cấu trúc độc đoán của giáo hội, họ bị bắt buộc chấp nhận những chính sách về đạo cũng như đời áp đặt trên họ từ nước ngoài. Paulo Blanchard xuất bản cuốn sách trên năm 1949, và từ đó ý thức về một giáo hội quốc gia tại Mỹ càng ngày càng lên cao. Và trong thực tế thì dân chúng Mỹ càng ngày càng bất chấp những lệnh của Vatican, công khai chống đối Vatican trên nhiều địa hạt. Điều này thể hiện trên những thống kê về phản ứng của dân gia tôn Mỹ trước những giáo điều xuất phát từ Vatican và trước những biện pháp độc tài của Vatican đối với những vị lãnh đạo gia tôn Mỹ. Điển hình là vụ Vatican trừng phạt Tổng giám mục Raymond Hunthausen ở giáo phận Seattle năm 1985 vì không đồng ý với Vatican, đã khiến trong số những giáo dân bày tỏ ý kiến về vụ này thì 99% ủng hộ Tổng giám mục Hunthausen, với 13.000 chữ ký phản đối sự bất công của Vatican. Và 90% trong số 280 linh mục trong giáo phận Seattle làm kiến nghị phản đối Vatican, làm cho Vatican phải phục quyền cho Tổng giám mục Hunthausen. Vụ điển hình thứ hai là trường hợp linh mục Charles Kunran, giáo sư thần học tại Đại học Gia Tô, Hoa Kỳ, đã bị Vatican cất chức năm 1967 vì không đồng ý với những giáo điều liên hệ tới vấn đề ngừa thai và nhiều vấn đề xã hội khác của Vatican. Sinh viên phản đối và 400 trong số 418 đồng nghiệp của cha Kunran bỏ phiếu đồng ý bãi khóa cho tới khi cha Kunran được phục chức. Cuộc bãi khóa kéo dài 3 ngày. Nhà trường phải không những phục hồi mà còn hứa sẽ thăng chức cho cha Kunran lên giáo sư diễn giảng. Nhưng Vatican thù dai, tháng 8 năm 1976, nghĩa là 9 năm sau, cha Kunran không được phép dạy môn thần học về đạo đức. Tuy vẫn ở chức vụ giáo sư và được phép dạy môn khác nếu thích hợp. Xin đọc cuốn The Bob and the Mary, Giáo hoàng và những người lạc đạo, của Louis Baldwin. Có lẽ người gia tô Việt Nam nên học kinh nghiệm của các nước ở Bắc Âu và các nước tân tiến như Anh, Pháp, Mỹ về tinh thần quốc gia và độc lập. Nếu muốn có một chỗ đứng vững vàng trong lòng đại khối dân tộc Việt Nam bây giờ, chúng ta hãy trở lại đề tài thần học giải phóng. Cụm từ này làm cho nhiều người gia tô cũng như phi gia tô giáo ngỡ ngàng. Người ta thường nói tới giải phóng nô lệ, giải phóng con người khỏi ách thống khổ thống trị, khỏi cảnh áp bức độc tài vân vân, chứ ít ai nghe tới thần học giải phóng trong gia tô giáo La Mã. Thần học là một môn học đặc thù thâu tóm một cách có hệ thống những suy tư diễn giải về đức tin thần gia tô và những uẩn hàm của đức tin này. Những người chuyên về ngành học này thường là ở Âu Châu được huấn luyện để trở thành những nhà thần học
những các bộ chỉ đạo của Gia Tô giáo để luận về những chủ đề đặc thù của Gia Tô giáo như thần sự sáng tạo, Giêsu, giáo hội, ân sủng, bí tích, tín lý, vân vân. Và theo truyền thống dân chủ tự do đặc biệt của Vatican thì tất bất cứ một diễn giải thần học nào mà không phù hợp 100% với sự diễn giải của Vatican thì đều bị cấm phổ biến và các tác giả sẽ phải chịu những biện pháp trừng phạt của Vatican để kéo họ trở lại chánh đạo. Vì vậy mới có thành ngữ là La Mã đã nói lên ý kiến, vấn đề đã giải quyết. Nhưng thành ngữ cổ lỗ này đã trở thành lạc hậu và ngày nay không còn áp dụng được nữa. Vì ngày nay thần học không còn đặc quyền của La Mã mà người ta thấy xuất hiện nào là thần học giải phóng, thần học của phái nữ, thần học của dân da đen, thần học của Á Châu, vân vân. Nhưng cụm từ thần học giải phóng có một ý nghĩa đặc biệt vì đó là một phong trào giải phóng con người khỏi những sự áp đặt một chiều và vô nghĩa lý của Vatican. Xin thưa quý vị và các bạn, mình tới đây xin tạm dừng để mình làm clip sau, vì clip này nó hơi dài thì nó cũng không khiến những người nghe nó cũng nhàm chán và mình đọc nó cũng bị bỏi mắt và nó nhảy lung tung rồi các bạn. Thì đó, thì nó tới phần này mình sẽ dấu màu đỏ đây và lần phần sau mình sẽ đọc tiếp. Cũng như thưa với quý vị và các bạn khán giả, thì trong có một lần cái vụ án của tiến sĩ Dương Ngọc Dũng thì mình cũng đã nghe về những cái phần phản biện biện luận và cũng đã từng nghe được cái cuốn sách nghe thôi chứ chưa thấy Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng. Đó là cuốn sách mà được đưa ra làm dẫn chứng và đưa ra những cái nhận định về thần học cũng như là các tôn giáo khác mà của chính Thánh John Paul đệ nhị đã viết. Thậm chí mình nghĩ chắc không phải là ông Paul này viết không đâu, mà sẽ có một cái ban biên tập và ông chỉ góp ý và đồng ý đó và đưa ông ra là bình phong thôi. Chứ thật sự ra Vatican thì nó có nguyên cái ban của nó chứ không phải đơn độc một giáo hoàng. Giáo hoàng chẳng qua là một bình phong đứng đó, đứng mũi chịu sào thôi. Cho nên khi mà một giáo hoàng mà bị chết đi thì họ họp hội ý rất là lâu. Chừng nào có khói bay ra trên cái cánh cửa trên cái tòa thánh thì lúc đó mới là biết có sự đồng ý. Đã xong, hội ý đã xong. Thì giáo sư Trần Trung Ngọc, may thay lúc mà ngài còn đang đương thời, ngài đã viết ra, ông đã viết được năm 27 và bình luận. Nếu như chúng ta đọc xuông không một cái cuốn sách mà Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng thì chúng ta cũng khó mà nhận định được lắm các bạn, khó nhận định được đâu là cái sự thật, đâu là cái công việc mà cần phải đưa ra mổ xẻ, bình luận, phê phán thì không qua được cặp mắt những nhà nghiên cứu trí thức. Mình rất cảm ơn những giáo sư đã nhìn nhận ra được vấn đề, so sánh cái tư tưởng Phật giáo mà một giáo hoàng chưa bao giờ biết tới, chưa bao giờ thể nghiệm, chưa bao giờ sống trong đó mà dám nói về đó thì một vấn đề rất ư là phiến diện. Mà không phải phiến diện thì nhìn một khía cạnh thôi, đằng này nó không đúng.
Cũng như chúng ta bước vào khi nói về Đà Lạt, chúng ta sẽ là người đã ở trên đó rồi, đã từng biết rồi, thì sẽ biết được những cái thông không khí se lạnh vào mùa đông và cái buốt lạnh buốt từ tháng 12 đến tháng Giêng. Thì đó là những cái cảm nhận khi mình biết được, mình biết được cái địa điểm mình tới đã từng sống trong đó, mình sẽ biết được. Còn cũng giống như là một người khi nói về Đạo Phật thì người đó phải từng sống trong Đạo Phật, phải ở trong Đạo Phật, phải tu tập theo giáo lý Đạo Phật thì nói về Đạo Phật mới đúng. Nhưng cũng xin thưa với quý vị và các bạn, có nhiều người ăn ở trong Phật giáo, sống trong Phật giáo, nhưng mãi mãi là người đứng ở ngoài cửa chùa. Mình nói thật đấy, mãi mãi là người đứng ở trong ngoài cửa chùa, chứ chưa bao giờ thật sự bước vào trong sân chùa nha. Đừng nói đến mà giáo lý của Đức Phật hay là thể nghiệm được cái giáo lý của Đức Phật. Cho nên qua đây, một giáo hoàng Thiên Chúa giáo mà dám nói về Đạo Phật một cách trống không, áp đặt những từ ngữ của cái bọn giáo sĩ Vatican mà nói về Đạo Phật thì không trúng vào đâu cả. Cho nên may thay được có giáo sư Trần Trung Ngọc đã chỉ điểm, chúng ta hãy thành thật cảm ơn ông. Dù chúng ta biết muộn, chúng ta biết ít, nhưng chúng ta cũng đã biết bằng hơn chúng ta không biết gì cả. Xin hẹn clip sau.